tiên á là cô chúc con được nhiều sức khỏe Dạ. ha, gia đình được tình yêu ha. Thì trước tiên cô nói cái bài sư trước. Cái bài sư cô này là bả tu ở chùa nào không biết, nhưng mà bả lên trên mạng đó. Mấy nay là mấy cái mạng đó lên nó chửi, chắc cô nghi là bên phe là nghi đến đâu. Trên cái mạng sống ngầm nó nói vậy nè, tôi là tôi tu chùa đó đó rồi á, giới thiệu vậy đó. Nói là thằng đệ bả nói là tại sao mà những người mà đè chỉ thằng con rồi nó khó, tụi nó là còn con nít, nó còn nhỏ dại, nó có biết cái gì, nó đâu có lỗi gì đâu, mà tại sao ông bà chầu chửi vậy. Thì nó tức nó chửi ông bà chầu như vậy đó, coi nó tức ông bà chầu chửi nó là đầu đường tới chợ, thì nó chửi lại là nó phải chứ nó không có trái nha. Nó có gì từ từ dạy bảo nó còn trẻ còn nhỏ, mình có gì mình nói. Bây giờ tôi lên mạng tôi nói vậy, anh chửi tôi chửi, nhưng mà tôi nói là bên thằng 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 con nó đúng, còn ba đứa trẻ đó là đúng chứ không có sai. Tại chửi nó phản kháng lại, nó hiền mà, nó đâu có làm cái gì nên tội đâu mà ông ba trầu phải chửi nó này kia, rồi mấy người rồi chửi như vậy vậy. Thì cô sẽ nói nè, nếu mà bà tu không có Phật nào mà cho phép bà nói như cái lời đó, cha mẹ thật lúc nào Phật cũng đưa lên đặt hàng đầu hết, cha mẹ ông bà. Nếu bà tu á mà bà mà con bà mà nó như vậy đó thì bà sẽ nghĩ sao? Tại sao mà nó một đứa nít nó nhỏ, nó đang hỏi nó vậy, nhỏ gì nữa, mấy đứa ba mấy tuổi không mấy tuổi rồi mà nó chửi bắt ba cầu là thu tu hú, rồi ăn ăn cái gì, ăn cái gì, rồi mới chửi, rồi nhóm nguyên nó kéo nguyên cái nhóm của đội của bên ông hai trước lên nó chửi. Mà bà nghĩ làm sao mà bà nói là hai mấy đứa nó đàng hoàng tội nghiệp đó, nó không có tội, nó chửi ông ba vậy là đúng. Để bà tu mà bà mượn ra bà nói vậy, không có cởi áo tu đi về nhà đi khỏi tu, không có Phật nào mà cho mà cho mà đệ tử mà tu ở trong chùa Phật mà mở cái miệng ra nói sai cái đạo đức hết. Nó nhỏ mà nó hỗn hào như vậy, ông ba vậy sao ông cũng lặn số ông tội cho nó rồi, mà nó lên nó nói như vậy. Mà bà lên bà tu mà bà cái tâm bà tu mà bà nói vậy, bà nói người ta khẩu nghiệp, bà cái miệng bà mới là khẩu nghiệp đó ha. Tu mà đi lên nói binh vực cho những cái đứa hư 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 như vậy đó mà binh vực. Rồi là đề lên bà tôi cái chùa đó là tôi ra tôi tự xây ra, tôi làm này kia, bây giờ ở là tôi còn thiếu một món nợ nữa, món nợ là 40 triệu, tại tôi làm cái cửa đó mà bị người ta gạt. Giờ tôi giờ là cô nói với sống làm sao, giờ cô thiếu tiền đó là còn 40 triệu nữa. Đúng. Bà đưa lên gì, bà đưa lên để mạnh thường quân, bà nói vậy để mạnh thường quân giúp đỡ cho bà. Thì kêu cái thằng nó tính thằng nó tới quay cái chùa đó cho con tới, nào thời gian qua lễ không thấy con thâu quay cái chùa của cô lên cho người ta coi, đưa làm gì không thiếu nợ cũng đưa lên trời, tưởng như sư cô đề lên sư cô thiếu nợ rồi còn phải tấm gì đó. Nó nói với cô là tại vì nó nói ra thì tội rồi thì Phật gì đó, chứ thì cái cô nói vậy là cô sai đạo đức rồi đó. Cô tu mà cô mở miệng cô nói vậy thôi, thì cô cởi áo cho sao cô về nhà cô tu đi, tu mà đi dạy cho những đứa nhỏ hỗn hào với người lớn như vậy, mà cô kêu nó là không có có lỗi, tụi nó không có lỗi, ông ba mới có lỗi, nó chửi ông ba vậy là đúng. Này rồi bây giờ con nói tới mấy cái người này nè, các mạnh thường quân cái này lên đây tôi mới nói cái này, có một cái bà đó đã lên trên cái kênh của sông ngầm, không này là mấy kênh qua sông ngầm xong trên, trời ơi khóc khóc rồi ghê lắm, khóc rồi trời, nói tại sao mấy người từ thiện và mấy người ác của mấy người đuổi mấy đứa nhỏ đi ra đường, giờ này dịch bệnh rồi làm sao nó đi đâu, khóc khủng hoe luôn, khóc tức tử vậy đó. Ông kêu con bà không à, cái nước mắt đó bà về là để dành, bà về nhà bà khóc cho con cái và bà khóc cho gia đình bà ha. Đi ra tự nhiên khóc với người dân trễ dậy khóc với gì hết, cha chết mẹ vậy. Ta mới buộc cái bà đó đang chửi vũ đó rồi hả. Bà nói là hỏi bà nghĩ sao, trời ở ngoài trời này dịch mà có ai ra được một người mà lọt ra hỏi không, mà bà nói người ta đưa đuổi nó ra được ra đường là tội nghiệp mấy đứa nhỏ, nó có tội tình gì đâu mà để nó đi như vậy. Bà biết không, ông hai trước không tiện là đưa đứa cho thằng cỏ khác cho nó còn ngon hơn đó, người ta cũng có cái lương tâm chứ phải đâu phải vô lương tâm mà bà suy nghĩ sao bà nói đẩy ra đường bà chửi người ta tung lên mất. Tội nghiệp tụi nó thì nó còn nhỏ, thì từ dạy bảo nhỏ gì trời dặn hát luôn, chứ nhỏ cái gì ba mấy tuổi mà nhỏ gì rồi hả. Có gì từ từ nói với mạnh thường quân là có người ăn ăn thức ở rồi cái lên rồi cái chơi chỉ chỏ rồi từ tọt cái này kia tọt rồi chập chập để chơi chỉ thằng nhỏ tơi bời qua lá mình la.
khóc cho nó con như cha chết cha chết mẹ vậy đó. Mà thương nó thì bà đem về là nuôi đi. Ôi tình gì mà phải đi lên mạng mà khóc giống như là mình là mẹ cha vậy đó, của thằng này thằng đi thằng còn đi rồi vậy. Rồi chửi cộng đồng mạng rồi tùm lum hết rồi. Một cái ông nữa tôi cũng nói đây, cái ông đó là cái ông này giả dạng mà con nuôi của bà già 70 tuổi đó, ở ở Đồng Nai ở đâu đó. Hôm đó ông lên mới lên mạng của thằng thằng Huy Huy Hùng gì đó, ông lên báo luôn, ông nói ổng là người ta thuê ổng để hại mấy người, ổng là ổng giả mạo con bà già đó. Ổng chửi cái này là ổng chửi Lục Tàn mới đang thang nè. Rồi, à, nói á, cái thằng Lục Tàn đó nó chửi người ta mà nó chửi. Rồi ổng cho cái nhà chú đồn đó, ổng cho cái nhà ổng rất sợ lang thang nè cái gì đó. Ổng nói con người ta tội tình gì mà chửi tụi nó phải, cái tụi nó đâu có sai cái đâu mà đưa lên mạng rồi chửi người, chửi người chửi nọ, ghen ăn sức cỡ, thấy người ta cho tiền đó rồi ghen ăn sức cỡ, cái chọt bên này chọt bên kia cũng như bà già vậy đó. Mà ở có ta ăn được cái gì mà mấy người cứ cho quá hung, mà mấy người moi móc chửi này nọ thì bả làm sao, thì các bạn người ta lên người ta phê bình thôi, nếu ở phải thì đâu có ai ai mà phê phán bả không. Còn mấy đứa nhỏ nó hổn như vậy là dân cộng đồng mạng ta quyền, ta có quyền phê bình những cái trên mà người ta bình luận, người ta đưa lên người ta bình luận, nó không phải người ta nói chứ đâu phải là nó làm sai trái mà mình bưng hết. Thì mấy người đó, con mấy người làm như là sai trái, con cái làm sai trái ở nhà mà người ta chỉ người ta làm như vậy, mấy người có đau lòng. Mà mấy người là cái gì, cái người phe bên đằng ni hay sao mà lên chửi cộng đồng mạng rồi cứ thùm hết. Rồi có mấy những người comment nha, nè tôi nói cho mấy người comment nghe, không phải người ta kêu cái dân comment mà nói người ta là xúc phạm dân tộc Khmer đồ. Ở đây nè, nó bắt ở dân thành phố, cứ quen cái tiếng người ta là dân thành phố nè, ở dân Cần Thơ thì dân miền Tây cũng nói là cái dân, chứ người ta nói vậy đâu phải là xúc phạm. Các người mà ta kêu với kêu tộc hay ta nói cái gì thì mình kêu xúc phạm, mà nó kêu dân thì dân thành phố nè, dân Khmer nè, có gì mà xúc phạm. Mà cái cô người dân tộc có mấy cô nữa lên, mấy cái cô nhỏ thì lên mấy lần rồi đó, lên nó chửi, nó nói cộng đồng mạng á có nhiều người nói chuyện nghe thí, cái miệng thí thú quắc à, thú một quắc sợ luôn á, rồi hôi hám gì nó làm một lọt vậy đó. Mấy người nghĩ đi, mấy người nói là người Khmer ăn hiền ở hiền, có thích ăn trái thì chia sẻ cầm cây, không bao giờ nói cầm bậy cầm bạ đó. Lên chửi cộng đồng mạng vậy đó, có bậy bạ không, chửi người ta là miệng thí miệng mồm, chửi cộng đồng mạng nha. Rồi những người mạnh thường quân như vậy, người ta cho rồi lên khóc lóc á, nói cái bà người Trung á lên khóc lóc mình siêu thằng sống nằm để cho xin cái số điện thoại của cô Hằng ở bên Mỹ mà cho cái nhà thằng ấy cho tôi để tôi gọi qua tôi nói cô ơi cô làm cô tự làm từ thiện á thì cô làm cho nó đưa nó tới cô cho thì cô cho nó nghèo lắm, nhà nó nghèo lắm, rất tơi tả luôn. Rồi hả là cái cậu kia hỏi là ủa cô ở gần đó anh là sao mà cô biết, nó có đâu con rể tôi nó đi xe, nó biết cái làng nó khổ lắm. Con rể bà đi chứ bà đâu có đi. Bà biết bây giờ thằng con em này đó đi này, bà biết bây giờ tài khoản nó bao nhiêu tiền chưa, cho nó tài khoản bây giờ 200 mấy triệu rồi, nó dư sức cho nhà cửa rồi. Thì bây giờ người ta bên đó người ta ngưng lại để cho những cái mảnh đời hết. Rồi ô càng cái người phải khóc lóc lên được. Thì cô Hằng ơi cho khổ lắm, cho nó cái nhà đi khổ, khóc lóc y như là hả là cha chết mẹ chết. À, mấy người thường nghe không, mấy người thường nghe lên xong rồi tới cái bà này nó linh liên tục luôn á. Ở đang chỉ gì thằng gầm chỉ thằng bình chỉ nó có hiền quá là nó nói không có bằng con có thích nó nói đây nè sống thần á, con lên cái kênh đi Lục Tàn nè, Hoàng Vũ nè, cái kênh đi tức là kênh Dìm Phi rồi gì đó lên hết đi, rồi cô cho tiền, cô trả tiền cho con lên đi, cô chỉ thẳng luôn, cô nói thẳng tên luôn. Thằng Lục Tàn nè, nó mỗi lần nó lên trên cái TV nó vỗ tay bớt. Rồi con nó đi vô trường học á, nó gì người ta hỏi ủa sao làm sao mà mỗi lần ba mà lên ba mà vỗ tay bớt. Đưa con Lục Tàn ra khỏi nhà để chửi mấy trên kia cầm linh mất. Nào là trên bẩn trên ở nhà ở Mỹ do trên dơ có ăn nói tầm bậy tầm bạ là cái gì cũng đưa lên rồi nói không ra đâu. Chỉ càng la hết. Còn á, tôi nói cho mấy người comment nghe nè. Thằng Ni nó không phải là một lần rồi nha, chiếc có tầm ba lần đó, ba lần rồi tôi coi chiếc là tôi coi chính xác luôn. Lần đầu tiên nó lên mạng á, thằng Tròn nó bị chửi, nó thằng Tròn chửi nè, nó lên mạng thằng Tròn nó ý cho nó chửi rồi cộng đồng mạng đầu tiên đó về mới có mấy ngày thôi,
Rồi tới qua tới cái bếp cơm của ông Hai Phước với thằng Toàn á, thằng Bình Định quay thằng Toàn nó mới chửi cái gì, nó chửi cộng đồng mạng nữa, cái nó cũng nhảy vô cái chửi luôn là ba hai lần nha. Cái lần này là nặng nhất là nó chửi, mà nó chửi để xin tôi cho con nghe, là nó nói á, là mấy cái thằng mấy cái anh thu khuất gì đó quay quay cho đàng hoàng, quay cho đúng sự thật, quay gì ba nhú nhá gì đó, quay rồi ăn ở không rồi đi thọt mấy cái kênh đó, là anh tôi nói không xin quay lại từ đầu, tôi coi từ đầu tới cuối luôn, ăn ở không đi quay biết mấy cái người đâm thọc nha, đâm thọc mấy cái kênh khác, là cái ý của nó thì khác, đâm thọc thằng YouTube giấu yêu hay gì đó, tôi nói gì đó. Rồi á là cái nói là người ta thương nó bệnh hoạn, người ta cho tiền nó bộ danh tị hả, với ăn đất đỏ người ta không cho mấy người ghét, cái người lên mạng với người nói xấu tôi này kia, nói không ra gì hết trơn, không có ra đâu rồi đâu hết, ăn rồi tối ngày đâm thọt mấy trên chưa không à. Rồi nó quay lại nó gọi thằng Đức, Đức anh cũng bị chửi nhiều lắm đó, anh lên đi, lên nói những cái gì nói hết đi. Rồi thằng Đức lên, biết thằng Đức nói sao không, tôi không hiểu mấy người sao á, tôi bắt dạy không, tôi không hiểu mấy người sao á, người ta cho tiền tôi mà làm tự nhiên vậy, cho nói đưa lên người chỉ tôi này kia này hả, chắc mấy người á hả, người ta không cho tiền mấy người, mình thích hả, vậy mấy người có tiền mấy người cho tôi đi đó, là câu nói là cô từ đầu tới cuối luôn đó. Hỏi mấy người đó vậy là thằng 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 đi nó hiền hả, nó hiền cái chỗ nào, bây giờ tất cả những cái kênh của Phóng Nằm bên nha là toàn bộ bên bên thằng Nhi nó đưa lên nói không chửi cộng đồng như này hết, mấy cho nay rồi lên cái kênh của Phóng Thần rồi Phóng Nằm để chửi bà thì lên khóc lóc chửi rồi nói rồi nhỏ nhắn này kia, nó cũng nít nó không biết gì hết, trời ơi ba mươi mấy tuổi đầu rồi mà không biết, rồi đi chửi kênh này chửi kênh kia, chửi Thành Thường Quân tùm lum hết trơn, chửi cộng đồng ăn rồi thuộc con nói mấy người ở mấy tà tám cái là chuyện là cứu mắt cuối cũng là con nhỏ mẹ nó chửi, mà lúc nào cũng tôn vinh mình là người tờ me tốt, người tờ me này kia đàng hoàng, mà kêu chỉ người ta kêu con rồi cho đâu chỉ đó, bây giờ kêu cái kênh người ta ra chỉ thì chỉ cái con người ta luôn, thì nghĩ thì sao đó, mấy người nói thằng đi nó hiền nó chỉ người ta vậy, mà mấy người lôi con người ta ra mấy người chỉ mấy người có cái tâm hồn mà mấy người nói như vậy. Cộng đồng mạng tôi cũng xin gửi đến cô Hằng ở bên Việt Kiều Mỹ đó, thì bây giờ tôi nói cô nghe đó, bây giờ cô coi động mạng đi, cô cho tiền mà bây giờ nó chín vô nó còn nói này đó, cô hẹn qua là đó xin xin cái số điện thoại của cô đó, là nói này để điện qua cho cô, là nói cô từ thiện đó, cô từ thiện cô cho thằng đi cái nhà thì cô hứa cô cho thì cô từ thiện đó, từ thiện cho tới thì tới cho luôn, đừng có nghe lời những người mà này nhợ kia, đã hứa cho cháu rồi thì cho cháu đi, cho nó có cái nhà nhà nó chút mốt thì chắc mát chỉ móc coi quay cái phim có đất bằng mấy cái người ở đây không, người ta cũng có cái cái phòng những cái nhà để ở nữa. Đó. Trong khi đó hỏi về quá đầy đủ rồi, giờ là nói cô là xin cái hàng là ngưng lại cái tiền đó đi, bây giờ cô nói là chồng qua cái mùa dịch này là cô sẽ nhờ chồng xuống xem xét nhà để mà cho đi, thì cô tôi cũng đi cầu cũng xin mấy con thế này, bây giờ mình khổ lắm, Việt Nam mình rất là khổ trên cái mảnh đời trên thành phố, còn thằng đi bây giờ tới đó quá nhiều rồi, không biết bây giờ người ta cho nó đã 200 mấy chục triệu rồi, cái số tiền đó nó về nó xây nhà cái kiểu như sức, mà khi cộng đồng ta lên lên và hỏi nó nói là cái số tiền nó để làm cái gì, thằng trọng phỏng vấn nó nói là cái tiền nó đi về nó mua xe và nó sẽ học nghề, thì cô thấy không đó, những người khổ không có ăn không có ấy mà nó tiền về nó mua xe mà khổ, mà bây giờ là 200 mấy chục triệu rồi, không chưa có một cái mạnh mà cái một cái người nào mà được mảnh đời nào mà được cái số tiền đó hết, vậy mà người ta đưa tay tới đưa tiền tới là nó liên tục thay gì sao cô ơi không nhận được tin như đây không ngưng con không nhận để con dừng lại cho mảnh đời góp cho người ta được chia sẻ cho người ta, thì ở đây là cái lời nói tôi cũng mong gửi đến cô Hằng ở bên Mỹ, và đó cái lời tôi nói thôi, bây giờ cô cũng coi cộng đồng mạng đi, cô giúp đỡ người ta, mà bây giờ ta quay qua rồi giờ ta khóc lóc ta đòi gọi điện thoại cho cô, không có cho từ thiện thì cho đó là từ thiện thì phải cho, hứa là phải cho chứ đừng có nghe lời ai mà rút rồi lại tệ đó, cô cứ mở mạng cô coi đi, thì cô nghĩ gì sao thì mình cho tiền mình giúp đỡ không quá trời, bây giờ người bu lại bây giờ chứ cô hàng khóc khóc rồi nó về nhà khóc nói gì cho nó, thì bây giờ cái giờ cô nói là cái tiền của nó nhiều quá trời rồi, nó về nó xây cái nhà 60-70 triệu là có cái nhà rồi, chỉ còn dư quá trời, thì cô Hằng hãy để cái tiền đó mà gửi về để giúp cho những cái mảnh đời rất là khổ, có gì qua thân thiện cái mảnh đời này cô không giúp nào, tôi về tôi cũng nói cô
Hôm qua Lê Thanh Thiện quay hai cái mẹ con cái cô đó mà khóc luôn, quay Thanh Thiện tới còn phải ngẹn luôn. Lên Sài Gòn bây giờ ở trên này có hai mẹ con thôi, nhà không có nhà ở, rồi cô đó cũng cho một cái liền để ở mà 3 tháng trời ăn mít mắm khô quẹt nha. Lúc quá 13 tuổi Lê Thanh Thiện đó, vô phỏng vấn ở là hai mẹ con mà ăn bông bông trên trời ăn mắm khô quẹt, bà mẹ đòi tự tử chết, mà con nhỏ con gái nó chẳng quá trời, nhỏ 13 tuổi nó hỏi nó khóc đó. 3 tháng đời không có ăn gạo thì ta cho chỉ 5 ký thôi, lúc lên thiện tới chỉ có một củ cà rốt của bà để chơi trẻ quất cho được cho hai người con ăn đó. Những cảnh đời đó là cô nên giúp người ta. Con bé 13 tuổi mà hỏi bác Thân Thiện, hỏi giờ con thèm gì, con thèm ăn cá mà 3 tháng trời ăn nước mắm bò quẹt á, thấy thương không? Nhà không có ở, bà mẹ bà buồn quá, tự nhiên tớ mình cùng rồi đòi tự tử. Nó nói Thân Thiện là muốn tự tử chết, tôi uống thuốc mấy lần rồi chết mà người con nó khóc sợ bỏ không ai nuôi đó. Mẫn cảnh đời đó cô thấy nó khổ, còn thằng đi về mình phá rồi, cái tiền của nó lên quá gì chỉ tiêu luôn rồi. Cô ngưng lại, cô không cô không nên cho nữa. Còn nhà của mà nó về cái tiền đó về nó xây dựng nhà nó dư sức rồi, thì cô ngưng cái tiền mà cô hứa cho nó gì cho nó làm nhà, cô nên ngưng lại để cho những mảnh đời khác. Đó là những lời tôi nói với cô đó, cô cứ coi lên mạng đi, bây giờ người ta cũng từng qua cô đó, cô Hằng của Hằng à, cũng lên cô Hằng ơi làm nhà cho nó đi, mẹ nó khổ lắm mày kia đó. Thì tôi có đôi lời nói cô Hằng vậy, cô Hằng cứ coi lên mạng đi rồi mà xem xét lại những cái số tiền nó cô ngưng lại đi, rồi cô giúp lại cho những mảnh đời khổ trên thành phố này, rất là khổ và nhiều người khổ lắm. Còn nó là quá rồi quá, mà cô thấy nó lên cộng đồng mạng nó chửi người ta quá trời để cô không coi đó. Hôm nay cô dở mấy cái clip cho cô coi đi, bên nó nè, đời rồi bà con nè, dì nè, chị em các khác gì bây giờ lên chửi người ta, chửi đó mấy người comment đó tốt, nói rằng lúc nào cũng giỏi tốt, giờ lên chửi người ta miệng mồm chửi cộng đồng mạng rồi miệng thúi miệng mấy bà tám miệng thúi miệng mồm tùm lum hết trơn, thì nó là nó tốt ở chỗ nào đó. Thì tôi cũng lên nói cô Hằng về lời như vậy á, thì cô Hằng coi mấy cái mạng đó là cô Hằng coi cái tiền đó còn xây nhà cho thằng đi, thì tôi cũng xin cô ngưng lại đi để giúp cho mảnh đời khác đó. Còn cảm ơn cô nhiều, và còn trọng trọng nghĩa nữa cô nói với con đôi lời nha. Đó bây giờ con thấy chưa ha, con đưa nó về người này người kia đó cũng là con đưa về, bây giờ con coi mấy cái mạng đi, bên nó đưa mấy người của nó lên hãy chửi cộng đồng mạng, chửi YouTube, chửi tùm lum, chửi nặng chửi nhẹ, mà mấy người comment dân tộc lên chửi không đó nha. Rồi có cái bà Bình Dương này là bà đi hết trên này cái trên kia, bà chửi mấy bà đó là cái gì không biết, có phải cái đi có phải là bên đó nó thuê bà đi lên bà nói gì không, bà còn kêu gần sống thầm á, em cứ quay lên đi, quay thằng Trịch Hoàng, quay thằng Vũ gì đừng có quay lên đi thì chị trả tiền đó, vì mở hết cái clip của thằng sống thầm lên coi là biết. Nó lớn rồi mà chứ tại sao mà cứ kêu ra con nít còn nhỏ dại, nó hiền lắm, hiền nội cứ hiền, hiền mà chửi người ta như vậy đó, rồi binh vực chỗ này cái kia rồi chửi cộng đồng mạng này nọ. Rồi một bà nữa, một bà thì nói chửi lên chửi nha, bà đó ở đâu biết, nói là lên xe vậy, tôi đó nhà của tôi nè là từ đại lý tốt kiếm ăn, tôi từng đi Campuchia, tôi từng đi Thái Lan buôn bán cho nên con tôi mới cho tiền, tôi từng đi từ thiện. Thằng Nhi á, có trước cho tội nghiệp, nó chửi cộng nó chửi như vậy á cũng không có gì ở, tại vì cộng đồng làm quá hết lên rồi, thằng làm thằng nhỏ quá rồi nó mới như vậy chửi, rồi nói thế này cái nọ. Tôi nói cho bà nghe, nếu bà muốn được bà làm từ thiện bà đừng có phe ha, con mà nó cho bà làm từ thiện bà âm thầm đây bà phe với con, giờ lên cộng đồng nó lên miệng nó chỉ là ở một con bà nó nhà nó buồn không, bà con cho mẹ tiền để mẹ đi từ bề yên thì đi làm việc liền, mẹ lên trên mạng mẹ phe con mẹ mới rồi tôi rồi mẹ chưa nọ nọ, mẹ đi từ thiện làm gì, bà lên mà phe phan đồng linh. À, còn thằng đi là cái thằng mất dạy mà mày lên mà binh nó mà thấy nó chửi cộng đồng mạng chửi những khu vực mà mở lên mà coi nó chửi rồi bà nghĩ nó là nhỏ nó hiền, nhìn cái mặt nó mày hiền hả, à, nhìn cái mắt cái gì nó hiền, mẹ nó chửi người ta xối xả không có gì mà chửi hiền, rồi là bùa phép gì là bùa chửi luôn, cái cô nào mà nói được sàn là bùa phép gì á cũng con mẹ mình như thế này chửi nè. Cái con đó chửi ra miệng rồi mấy bà tám rồi ăn cái miệng hôi thôi xuống xuống vắt xuống que thì mình tình linh đó. Rồi như vậy cái bài liên như vậy đó, không biết cái đâu mà cờ may mấy mà chứ trên của chúng thằng chúng nằm gì đó, lên cái mạng để chửi không mà đâu dám qua bên dưới mấy cái tên kia đâu,
Nó dựa cái cơ này chửi nè, như chút mà chiều nãy mới lên chửi thằng gì Hoàng Vũ này, thằng Bộ Bình Dương này này, đang trực đang nói chuyện đi nghe thằng Vũ rồi đó, Hoàng Vũ. Nhưng mà Hoàng Vũ nó không có bằng Lục Thần không, tại nó nói hay, nó nói vợ còn chửi thì nói chung qua thì nó nói là nó cũng còn ấy, tôi cũng thẳng như luôn. Lên nó nói tại sao là thằng Hoàng Vũ này đem cái tiếng nói của thằng Bi giả, nói là thằng Bi gọi cho thằng Vũ giả, người đại giả thiên hạ ông phải đi giết, không phải thằng Bi nha, bên thằng Bi dữ lắm, nói là thằng Vũ thế này thế kia, rồi đưa lên rồi nói người này nọ đó, nói là không phải, không biết cái mã là cái gì của thằng Bi, mà kênh nào họ bảo cũng lên, bà bên thằng Bi bây giờ nó đi tới đến luôn, chắc nó mướn tiền cho bả đó, bả lên bả nói đó. Rồi nói là hồi nãy khi Hoàng Vũ là nói, nhưng mà kêu Hoàng Vũ đừng có đưa cái kênh đó lên cái gì á, Hoàng Vũ cái chức nó nói là đại sao chị nói mà chị không cho tôi đưa chị lên gì đó biết giấu á, rồi đứng cho tới nhà mặt cái mẹ đó luôn, trời ơi nó chửi người ta còn gì cho miệng mồm miệng túi miệng thuốc cộng lên hết trời. Nó cộng đồng mạng nghe đi coi cái clip tôi nói lên, nó người ta lên nó sai ấy thì người ta chỉ bảo người ta chửi chửi người ta dạy lên, chứ ai lên tựa ai lên nói phê bình cái là chửi người ta ham ăn tức cỡ gì tùm lum, rồi miệng thúi miệng thờ mồm thúi, rồi mấy bà tám là chửi người ta tới bời qua lá lên, còn cái gì nữa mà nói. Đúng, người có đạo đức mà tu cũng có đạo đức mà tu mà lên chửi như vậy đó, chửi người ta người kia gọi mà cái đứa nó quậy rồi đinh cái đơn cái sơn của thành phố ngầm rồi không thì rồi mấy người mà có cái con đỏ này nó lên xuống xuống rồi tặng biết, tức là bên cái phe của nó chắc nướng lên ngay gia đình nó ai gì nướng lên đó để nói có cái con nhỏ Khmer đó chị, có cái con nhỏ Khmer đó, cái con đó nó đi khắp mấy kênh đó, nó lên kênh con rồi đó, nó lên kênh đúng em rồi rồi đó, ờ nó lừa nó ai chứ lên nó cái lừa mồm em qua sao nó nó lên lừa được. sống ngầm qua lên sống ngầm cái chỉ đó điện mồm Ừ. thúi quắc thúi gì tùm lum hết trơn á, sống ngầm bây giờ nó qua đi kênh sống ngầm không à, chứ không dám qua mấy kênh tụi con đâu, đây tụi bay làm tới luôn cho cái con mẹ làm viên mình lên cái trên trên hồi xuống qua lên rồi đến sống ngầm rồi, bữa nay nó qua thì nó gọi điện cho thằng Hoàng Vũ đó, để thằng nó gọi thằng Hoàng Vũ nó đang ấy thằng Hoàng Vũ đó, cái thằng nghe nói là phải sợ thằng Hoàng Vũ rồi chứ không à, để cho Lục Tài nó là nó ấy rồi. Mẹ tới nhà mà chính nhà mặt kia mặt cả chở mà chửi cộng đồng mạng miệng mồm túi ăn bị tùm lum ra cho á mẹ đó đó, chửi ở cái bà này nè hôm qua chửi lôi con luôn ra, tôi chửi luôn đó, lôi con Lục Tài đó. Nó còn thắc nó đó chứ, chứ nói thẳng á giờ chị không có sợ, chị nói thẳng cho trên thằng Lục Tàn cái thằng Hoàng Vũ này rồi chứ kênh nào đỡ thằng lên kênh con con á, lên kênh con đó con bẻ họng cho mấy câu, có nói được câu nào đâu, ngồi im thin thít đấy chứ. à cái kênh mà bữa con không cho nói tại con nhỏ đâu nhỏ Dạ bị đúng tùm đó, lum đó, nó đó đó, nó đó. đó bữa nay nó lên kênh Vũ rồi, bữa nay không biết ai mướn nó đó, rồi mà nó đơn biết luôn á, bữa nay mày lên mày xót cái tao mà tao muốn lại lên được thì giả gì bỏ bà đó, con cái tôi đụng chạm đấy bà tới thì giật cái mặt tôi nói, tại vì không biết không mình nghe mà cũng phải biết quan sát chứ mình nghe biết cái ghét nó bị lên biết lên cái thằng đi còn nhỏ thằng đi còn nít à, thằng đi thế này thế kia hiền lành đâu có gì đâu, nhà đó khổ lắm rách nát hết không có ở rồi à, năn nỉ cái cô Hằng ở bển là cô ơi cô chỉ cô có từ thiện thì cô từ thiện cho tới cô đã cho thì cô cho đó, cháu đó, đi đó. Nhà cháu nó nát bét hết rồi. Em nói chị nè, chị Hằng cũng là mạnh thường quân và chị ấy cũng có con mắt, chị ấy cũng có cái não. Đúng rồi. Cho nên là chị ấy cũng biết suy nghĩ, không mượn mấy bà mấy chị lên Ừ. kêu than kêu này kêu kia vậy đâu. Người ta ngu mà ta gửi tiền cho các bọn lừa Ừ. đảo nói chuyện tào lao lên nó mà van xin. Khoan khoan khoan. Cho cô một vài câu nha, cô nhắn đơn nghĩa chồng rồi. Cô cũng gửi đến gọi nghĩa chồng nha, cô nói nghĩa chồng nghe. Bây giờ con mở mấy cái kênh đi con coi nha. Có thằng Ni bên bên thằng Ni đó mấy người Khmer lên chửi cộng đồng mạng rồi nói là người ta quá trời xúc phạm rất là nặng luôn, nên cô yêu cầu cũng nhờ con bây giờ cái tiền á cô tụi cô cũng đã nói qua lên mạng để cho cô Hằng bên đó thấy là hiểu biết cộng đồng mạng như thế nào, mấy bữa nay nó chửi người ta quá trời cộng đồng mạng chửi mấy vô quốc tùm lum đó con thấy chưa, bây giờ là con cái tiền mà của cô Hằng gửi về cho con làm nhà đó thì con ngưng lại đi, con không để hết dịch này để cho nó về đi, tự vì bây giờ nó đã có 200 mấy triệu rồi, cái tiền đó nó xây nhà xây sửa nó còn vốn liếng còn rất là nhiều, còn những người ta không có thì ngưng cái tiền đó, con xin với cô Hằng á là cho cái tiền nó con chuyển khoản qua chỗ khác để giúp cho những người nghèo khổ hơn à, cô chỉ có đôi lời con vậy đó, bây giờ con coi cái mạng đi nó lên bây giờ nó chửi người ta té hết trơn rồi đó, thì con đừng có binh vực nó đó. Rồi cảm ơn con nhiều nha, dạ rồi con cảm ơn cô. Rồi rồi rồi, rồi, rồi.